Mày bất ngờ khi tao xuống đây đúng không? Không có nhớ ra.
Xăng, giúp chất chân xăng và xua tan nỗi lo viêm lợi, nhức nhừ, chảy máu chân xăng.
sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh. Tại vì số 1 sở với năm yêu, hệ thống trang trại nhuộm đưa bộ khác duy nhất châu Á. Đàn bò được chăm sóc trong môi trường thiên nhiên trong lành, với giống cỏ bạc ngàn và không gian mát mẻ thư giãn. Không sử dụng hóc môn tăng trưởng, nguồn thức ăn nhuộm đưa bộ khác để những đồng cỏ tươi non tự nhiên, không như lượng kháng sinh thuốc trừ sâu và không sử dụng chất bảo quản. Cho nguồn sữa tươi 100% thuần khiết, ngay sau bò sữa phía Nam Yêu, hệ thống trang trại nhuộm đưa bộ khác duy nhất châu Á. Mẹ ơi, giờ này mẹ về thế? Chờ mẹ một chút, bố mẹ đang chuẩn bị về đây. Nó nói là
Thầy bỏ qua cho tôi được không? Còn lần này
anh em đều bằng rừng khác hồn. Chị nghe nói hôm trở lại tiếp anh. Chị gì? Mẹ mà, tôi mà biết thằng nào, tôi lột da tôi xác tôi ăn tôi hại dạng. Good.
Thank you.
Thank you.
Ra tao nhét hết cái thuốc này vào trong miệng mày, nhưng mà thôi,
sai một lời nào tôi quăng mày vào sọt rác. Vâng, xin chào các bạn. Tiếp tục cái video này, tôi sẽ quay về cái hoạt động của đơn vị chúng tôi. Thì hoạt động này nó xảy ra trong ngày và nó diễn ra trong ngày thì tương đối là nhiều. Như bây giờ thì chúng ta tiếp tục cùng với tôi là về ở nhà xem anh em hoạt động buổi chiều để chuẩn bị tắm rửa ăn cơm như thế nào nha. Buổi sơ có dịp tôi sẽ dẫn các đồng chí xem về cái ao cá của tôi. Tôi có một ao cá to lắm. Đây là thằng đệ tử của tôi. Còn một thằng đệ nó to hơn này, đây là cái tên là Dết Gấu. Tên Dết nhưng mà là Long chúng Gấu. Vô là cùng nhau đi về đơn vị đó, anh công an tôi đi nhập rêu đây. Đường vào bếp đây. Xem chiều nay bộ đội đang uống như thế nào nhé. Vâng, gần tới nhà bếp rồi các bạn. Mời các bạn vào thưởng thức xem thử là nhà bếp chiều nay ăn món gì nha. Vâng, mời các bạn vào nhà ăn. Wow, các bạn thấy nhà ăn chưa, rộng chưa? Đấy, gạo tiền tiêu dùng mỗi người, nhắc nhau tài chính công khai kịp thời. Đấy, và nhà ăn là văn minh lịch sự trật tự gọn gàng. Các anh chị thấy nhà ăn chưa? Dạ chưa? Cơm. Đấy, hiện giờ là canh các bạn. Canh. Đấy, một bàn là có 6 chút ăn. Gồm có lọ này, đũa giói và lọ gia vị gồm có muối và ớt tỏi. Đấy, một số ăn là cái, một số ăn là buổi chiều này đó các bạn, cá lóc
Thịt gà kho, trứng, bí luộc, nước mắm. Đấy, mời các bạn xem lại nha.